Phụ nữ luôn là suối nguồn cảm hứng bất tận cho những sáng tạo nghệ thuật nói chung và các họa sĩ nói riêng. Từ cổ chí kim, các họa sĩ luôn không ngừng tìm tòi, thử nghiệm nhiều bút pháp và cách thể hiện khác nhau để thông qua dáng hình người phụ nữ khắc họa những dung cảm nội tâm của chính bản thân mình. Và chiều qua, các tác phẩm về phụ nữ của 4 họa sĩ nổi tiếng Trần Văn Cẩn, Dương Bích Liên, Lưu Công Nhân và Trần Hữu Chất đã được giới thiệu đến công chúng trong buổi triển lãm tranh được tổ chức tại The Art House. Một người vợ của họa sĩ Trần Văn Cẩn, một cô thiếu nữ của họa sĩ Dương Bích Liên, một quá phụ dưới bút pháp của họa sĩ Lưu Công Nhân, hay những cô gái ngã ba đồng lập của họa sĩ Trần Hữu Chất. Dù là dưới góc nhìn nào thì các bức tranh đều toát lên vẻ đẹp của sự sống, tình yêu diệu kỳ cùng vô vàn xúc cảm khác nhau. Những cái bức tranh đó mình có cảm giác là nhìn không có muốn rời mắt nữa. Là chân đứng của người phụ nữ thì tự dưng thấy mình được trân trọng hơn và thấy tự hào. Đặc biệt trong buổi triển lãm còn giới thiệu một tác phẩm của họa sĩ Lưu Công Nhân vẽ phụ nữ trong nỗi nhớ nhạc sĩ Phú Quang. Đó cũng chính là lý do mà những người yêu mến hội họa được lắng nghe những ca khúc do chính ông sáng tác và chơi nhạc ngay trong chương trình. Thực ra thì hội họa nó có một cái lạ này, tức là người ta càng chơi với nó thì lại càng thân. Tôi thì tôi cũng thế thôi. Những cái lúc mà nó bấn loạn về tâm trí thì là lúc tôi đến với những cái bức tranh, tôi ngắm và tôi thấy là mình có thể được an ủi. Có vẻ như tranh vẽ phụ nữ không chỉ có sắc mà còn có niệm, là quan niệm, là cái nhìn đối với cái đẹp mỹ học toát ra từ tâm thức của mỗi họa sĩ. Và vì thế, mỗi tác phẩm trong buổi triển lãm lại đem đến cho công chúng những cảm xúc rất riêng. Chúng tôi chỉ có một thông điệp về tình thương thôi, tức là về sự thấu hiểu. Trong hoàn cảnh nào thì phụ nữ cũng thể hiện được những cái phẩm chất mà những người họa sĩ tổng kết nó, đã hiện thực nó và đã đưa thành khái niệm mà chúng ta đọc được trong các bức tranh của các họa sĩ. Với mục đích đưa nghệ thuật hội họa đến gần hơn với công chúng, các tác phẩm trong chương trình vẫn sẽ được trưng bày tại The Art House cho những người yêu hội họa ghé thăm và thưởng thức.